Chúng ta tiếp tục với bài 4.29 cho hình 4.73. Hãy tính độ dài của ABXY. ABXY. Hai tam giác này có bằng nhau không? Hai tam giác 60, 75. Ta sẽ tính góc Y trước. Xét tam giác ABC sẽ có cái góc Y bằng 180 độ trừ đi 75 độ trừ đi 45 độ bằng, vì là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ, thì cái góc này bằng 180 độ trừ đi hai góc kia. 5, 5 là 10, 7, 4, 11, 120 thì còn bằng 60 độ. Như vậy góc này là 60 độ. Tương tự như vậy, cái góc X bây giờ xét nó ra ABD. Có, góc X sẽ bằng 180 độ trừ đi 75 độ trừ đi 60 độ và đương nhiên sẽ bằng 45 độ. Thì góc này 45 độ. Thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, tức là tam giác ABC và tam giác ABD có góc góc CAB sẽ bằng góc DAB cùng bằng 45 độ. Cạnh AB chung và góc CBA sẽ bằng góc DBA đi cùng bằng 60 độ. Từng này là đủ để hai tam giác này bằng nhau trong trường hợp góc cạnh góc, thì tam giác ABC sẽ bằng tam giác ABC sẽ bằng tam giác ABD theo trường hợp góc cạnh góc. Hai tam giác bằng nhau rồi thì mình sẽ có là A nhỏ sẽ bằng 3,3, tức là hai cạnh tương ứng, tức là cạnh BD nó sẽ bằng cạnh BC, hai cạnh tương ứng. Thì có nghĩa là A nhỏ bằng 3,3 cm. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ có AC bằng AD, hai cạnh tương ứng. Thì suy ra là B sẽ bằng 4,5 cm. Là hết AB, XY thì mình hết rồi đúng không? Đến bài 4.30. Cho một góc XY. Cho một góc XY. Trên phía OX X O I trên tia OX lấy hai điểm AM trên tia BN sao cho OA bằng OB. OM
bằng ON. Đây là trường hợp 1. Trường hợp 1 thì là OA, nhưng mà OA phải lớn hơn OM, thế thì không được. M phải ở trong, OA, N phải ở trong, M phải ở ngoài, AB phải ở ngoài. Rồi để xóa hết đi. Vì ta có là OA mà lớn hơn OM, trên này là OM, OA, bên trong là ON, OB. Chứng minh tam giác OAN, OAN bằng tam giác OBM. Hai tam giác này có chung góc O này, đủ rồi. Hai góc ra này đủ hết, mình có thể vẽ ra ngoài cho nó dễ tưởng tượng. Một cái tam giác là một cái tam giác, theo vẽ tay đi. Ta sẽ có A, O, đây đây là A, O và N. Bây giờ giả sử N là một khớp, OA là hai khớp đi, và cái tam giác kia là O B M, O B M, O B M, thì ta có OA bằng OB này, OM bằng ON, đúng không? Góc ô chung nữa, đủ chưa? Cạnh góc cạnh chưa? Vẽ ra ngoài thì nó dễ tưởng tượng hơn. Bây giờ ta xét tam giác OAN và tam giác OBM có đủ hết không? Có. Thứ nhất là OA bằng OB theo giả thiết OA và OB thì kia có góc O chung, tức là góc O và góc O, có OM bằng ON cũng theo giả thiết luôn. Từ ba cái điều này suy ra tam giác OAN nó sẽ bằng tam giác OBM theo trường hợp cạnh góc cạnh, cạnh góc cạnh. Thế là xong mình A. Hai tam giác này bằng nhau thì mình có thể suy ra là MB sẽ bằng NA, là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Ê, còn ý B nữa. Ý B là chứng minh AMN nối M với N. Tam giác AMN bằng cái tam giác BNM. Ở hai tam giác này bằng nhau. Cái đầu bài này không cần nữa, tôi xóa đi. Các bạn có thể theo dõi đầu bài trong sách nhé. Để làm thì mình sẽ có này, OA bằng OB theo giả thiết, OM bằng ON cũng theo giả thiết. Từ đây mình sẽ trừ đi OA trừ OM, bởi vì đầu bài nói là OM nhỏ OA mà, trên OA trừ OM thì bằng MA.
mà OB trừ UN thì bằng NB. Đấy, là suy ra được là MA bằng NB. Đây. MA bằng NB này. Rồi. Thế là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 đúng không? Bây giờ mình xét tam giác AMN và tam giác BNM có hai tam giác này có MA bằng với NB theo chứng minh trên, có NA bằng MB cũng theo chứng minh trên, và có MN chung. Đấy, đủ để suy ra tam giác AMN sẽ bằng tam giác BD, bằng tam giác BNM theo trường hợp cạnh cạnh và cạnh. Hết cái bài 30. Để về cái bài 31. Cho biết OA bằng OB, OA bằng OB, OC bằng OD và chắc chắn là góc O1 sẽ bằng góc O2 là đối đỉnh. Hai góc này bằng nhau đối đỉnh nữa. Rồi sao nữa? OA bằng OB, OC bằng OD. Một cỡ hai tam giác nhỏ này bằng nhau theo trường hợp AC B đến, đúng rồi, thì mình xét tam giác OAC và tam giác OBD có OA bằng OB theo giả thiết, có góc O1 bằng góc O2 đối đỉnh, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, có cạnh OC bằng cạnh OD cũng theo giả thiết. Từ ba cái này đủ để suy ra rằng tam giác OAC sẽ bằng tam giác OBD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này bằng nhau rồi thì suy ra AC sẽ bằng BD, mở ngoặc hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Hai cạnh tương ứng rồi là hết. Thế còn những B là tam giác ACD, ACD hai tam giác ACD cạnh 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 nhau. Thì xét tam giác ACD và tam giác BDC có cạnh AC bằng cạnh BD theo chứng minh trên, có cạnh CD chung, có cạnh AD, có cạnh hai tam giác này ở bên trên kia mình thêm nốt cái trường hợp này cũng đi. Đó là góc A này bằng góc B, hai góc tương góc A này bằng góc B này, hai góc tương ứng của hai cái tam giác
OAC và OBD đúng không? Thế thì thế thì cũng không được. Thế thì từ từ chưa xét vội thì để chứng minh xong cái kia rồi xét nhé. Thì mình sẽ có này OA bằng OB, OA bằng OB theo giả thuyết này, OD bằng OC cũng theo giả thuyết này, sau đó mình cộng vào thì OA cộng OD là bằng AD, sẽ bằng OB cộng OC là bằng BC, có nghĩa là suy ra là AD sẽ bằng BC. Đó, thì bây giờ mình bắt đầu xét, bây giờ mình xét tam giác ACD và tam giác BDC có, thì các bạn sẽ thấy nó có ngay lập tức là cạnh 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 thôi. Có thứ nhất là cạnh AC bằng cạnh BD theo chứng minh trên, có cạnh CD chung và có cạnh AD bằng cạnh BC theo chứng minh trên, vừa mới chứng minh xong. Từ ba cái này đủ để cho tam giác ACD nó sẽ bằng tam giác BDC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đó. Hết cái bài đó. Giờ đến bài 4.32. Cho tam giác vuông có một góc 60 thì sẽ có một góc vuông tại M, cho tam giác MBC vuông tại M. Có góc B bằng 60 độ. Có góc và đương nhiên góc C này sẽ bằng 30 độ. Thì mình thích thì mình tính, không biết có dùng đến hay không. Đây là một nửa của tam giác đều. Gọi A là điểm nằm trên tia đối của tia. Đó. Gọi A là trên tia đối của tia MB. Đây, tia đối của tia MB đây. Sao cho MA bằng MB ra một tam giác đều à? MA bằng MB. Để xử đây đi. Bằng MB chứng minh rằng tam giác ABC là đẹp. Thì đúng như mình. Có MA bằng MB. MA bằng MB. Góc này là 60. Góc bên này cũng vuông. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông à, đủ rồi. Rồi, chúng ta xét tam giác. Xét tam giác CAM
và tam giác CBM có cái góc M1 bằng góc M2 bằng 90 độ. Đây là đầu bài cho này. Nào, đây là hai trăm góc vuông. Có MA bằng MB cũng đầu bài cho luôn. Giải tiếp. Có MC chung cũng là đầu bài cho. Như vậy là đủ để cho tam giác CAM nó sẽ bằng tam giác CBM. Trường hợp cạnh góc vuông hai tam giác vuông này bằng nhau rồi thì suy ra góc suy ra cạnh CA bằng CB, suy ra CA bằng CB hai cạnh tương ứng. Một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì suy ra tam giác ABC cân tại C. Tam giác cân mà lại có một góc bằng 60 độ mà có góc B bằng 60 độ. Tam giác cân mà có một góc bằng 60 độ thì trở thành tam giác đều, nên suy ra là ABC là tam giác đều. Thành phần đều hai là sao thấy thêm nhỉ, cái chương thống kê này thì chắc đơn giản đi rất nhanh. Ta làm 33 với 36 luôn cho nó đỡ. 33 tính các góc XY trong các ta giác dưới đây thì ta biết tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ, cho nên ta có góc X này cộng góc X cộng 20 độ cộng với góc X cộng 10 độ thì bằng 180 độ. Thì ta có là X cộng X cộng X là 3X, 1X, 2X, 3X cộng với 30 độ bằng 180 độ. Suy ra 3x bằng 180 độ trừ đi 30 độ. Suy ra 3x bằng 150 độ. Suy ra x bằng 150 độ chia cho 3 là x bằng 50 độ. Như vậy góc này 50 độ. Và x cộng 20 thì góc này 70 độ. X cộng 10 góc này 60 độ. Là xong. Về đến y, y cũng tương tự thế thôi. Y thì ta cũng có là áp dụng tổng số đo trong một tam giác ba góc trong một tam giác 180 độ, cho nên trong y cộng 60 độ cộng với 2 y bằng 180 độ. Khi ra y cộng 2 y là 3 y bằng 180 độ trừ đi 60 độ thì 3 y bằng 120 độ. Chia ra y bằng 120 độ chia 3 thì bằng 40 độ. Y này bằng 40 độ. Xong. Đấy là bài 4.33. Bài 4.36. An bằng BM góc BAN bằng góc ABM, chứng minh rằng góc BAM là góc này sẽ bằng góc ABN là góc này. Bây giờ đang muốn chứng minh hai góc này bằng nhau phải không? Thì hai tam giác kia là đủ rồi. Xét tam giác NAB và tam giác MBA
nếu vẽ nó ra ngoài nó kiểu như này, một ông như này đúng không, đây là cái ông N, A, B có cạnh này, góc này. Còn cái ông kia ra ngoài ông có kiểu như này, đây là ông A, B, M thì có cạnh này một gạch, có góc này một khoanh. Đó. Thế đi, bằng nhau trong trường hợp cạnh, góc cạnh. Thì ta có thì AM sẽ bằng AN chứ. AN sẽ bằng BM theo giả thiết. Góc N, BAN sẽ bằng góc ABM theo giả thiết có cạnh AB chung. Hai tam giác này đủ để chỉnh bằng nhau trong trường hợp cạnh góc cạnh. Khi ra tam giác N A NAB nó sẽ bằng tam giác MBA theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này bằng nhau rồi thì suy ra là góc BAM, BAM nó sẽ bằng cái góc A B N, hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Đấy là bài 4.36 xong. Bằng 34, 37, 35, 38, 39. Nhiều hình. Ba mươi bốn mình sẽ làm tiếp là 34, 37 đi, cho làm hai bên luôn 38 để cứ lấy đầu bài làm luôn được không? Thì rồi là muốn được liền luôn 4.34 trong hình 4.76 có AM bằng BM, AMBM, ANBM chứng minh góc MAN, MAN biểu không rồi là góc này MBN rồi. Hai tam giác bằng nhau thì trường hợp cạnh 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 rồi đúng không? Xét tam giác MAN và tam giác MBN có MA bằng MB theo giả thiết có MN chung, có NA bằng NB theo giả thiết chung này đủ để tam giác MAN nó sẽ bằng tam giác MBN theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác bằng nhau thì suy ra được góc MAN nó sẽ bằng góc MBN hai góc tương ứng. Xong xong 34. Về đến 37, MN là hai điểm phân biệt nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Đoạn AB vẽ đường trung trực của nó. Trung trực là vuông góc và đi qua trung điểm. Đề đoạn thẳng A B đó, trung trực là đi qua trung điểm vuông góc, đấy là đường trung trực. MN là hai điểm phân biệt nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB sao cho AM bằng AN
AM bằng AN. À, thế thì bắt buộc phải như vậy thôi. AM thì AN mà muốn bằng thì chỉ có xuống dưới mười thôi, không thể lên trên mới được. AM bằng AN, cái này hai cạnh nhiều bằng nhau. AM MN là hai điểm phân biệt nằm trên trung trực của AB, sao cho AM và AN. Theo em tứ giác AMBN là gì? Nối là đâu? Tứ giác này có hai đường chéo vuông góc với nhau. Tứ giác này chắc là hình thoi thôi, không biết có được hình vuông không, chắc không đâu, chỉ được hình thoi thôi. Thì ta có là nó nhiều cách chứng minh tùy thôi. Hai phân giác này, thì gọi y đi, gọi y là giao điểm của đường trung trực AB, gọi y là trung của AB được, y là trung điểm của AB. Thì được, thì chắc chắn là y phải thuộc đường trung trực, bởi vì đường trung trực thì đi qua trung điểm. Thì tam giác a m a i và tam giác m b i có đây, cho y một y hai đi, là 200 m² thôi, bốn cái góc bằng vuông hết rồi. Y3, Y4 đi. Thì ta sẽ có là có IA bằng IB theo giả thiết. Rồi có IM chung. Rồi có Y1 bằng Y2 bằng 90 độ. Đủ rồi đúng không? Đủ để tam giác MAI nó sẽ bằng tam giác MBI theo trường hợp cạnh góc vuông, hai tam giác này bằng nhau thì suy ra được MA bằng với MB hai cạnh tương ứng. Đó, hai cạnh tương ứng. Tương tự nhưng để kết thúc bài này luôn đi, thì ta sẽ tương tự, các bạn sẽ chứng minh tam giác BMI sẽ bằng tam giác BNI, cũng là BMI đúng không? À không không không, từ từ, để chứng minh NB nữa là xong đúng không? Hai tam giác vuông, ừ, ta cũng sẽ chứng minh được là tam giác đây đây tập này, đó là tam giác A N I nó sẽ bằng tam giác B N I, chứng minh y xì luôn theo trường hợp cạnh góc vuông, thì sao, bởi vì là vẫn có IA bằng IB thôi là thiết, vẫn có IN chung, I3 bằng I4 là vuông, hai tam giác đấy cũng bằng nhau, cạnh góc vuông thì suy ra được là
NA bằng NB. NA bằng NB. Như vậy thì ta sẽ có là gì? AM bằng AN theo giả thiết xong bằng luôn NB theo chứng minh trên, bằng luôn MB theo chứng minh trên, thì suy ra cái tứ giác AM BN là hình thoi. Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau, tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đấy là 4.37. Là đến 4.38. Tam giác ABC cân tại A. ABC cân tại A có góc nghiêng 120 độ nhé. ABC cân tại A có góc A bằng 120 độ. Thì hai góc ở dưới này sẽ bằng 180 độ trừ 120 độ là bằng 6 độ, chia đôi thì là ngày 30 30. Hai cạnh này bằng nhau rồi. Trên cạnh BC lấy hai điểm NM sao cho MA vuông góc với NA, à đâu không phải, MA vuông góc cùng AB là như à, rồi. Nói nữa là đây là vuông góc đây xuống, vuông góc một thằng thì vuông góc với lại AB và một thằng thì vuông góc với AC, tức là MA vuông góc AB, MA vuông góc AB đây điểm M và NA vuông góc AC đây điểm N, vẽ ra ngoài nó sẽ có như này, một tam giác vuông ở đây này, vuông ở đây, vuông tại A, ở đây mình mở đây là B, và một tam giác nó vuông theo kiểu này. C và đầu bài nó sẽ cho là cạnh AB nó sẽ bằng cạnh AC. Rồi có cái gì nữa, MB chưa, hai tam giác này chưa bằng nhau được đúng không? À nhưng mà có góc góc B này bằng 30 độ này. Và có góc C này cũng bằng 30 độ. Như vậy hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông góc nhọn. Cạnh vuông góc nhọn. Ta có luôn. Góc B bằng góc C bằng 180 độ trừ đi góc A tất cả chia đôi thì bằng 180 độ trừ 120 độ chia 2 thì bằng 30 độ. Đó, xong cái chỗ đó. Để chứng minh tam giác BAM, bây giờ xét tam giác BAM và tam giác CAN có góc A bằng có góc A bằng 90 độ. Góc A này là góc không, không phải góc A, một bên là góc BAM, BAM nó sẽ bằng góc
bên này nó sẽ làm xe nè bằng 90 độ, đấy là đầu bài cho giả thiết có cạnh là AB bằng AC, cũng theo đầu bài cho cũng là giả thiết có góc B bằng góc C vì cùng bằng 30 độ theo chứng minh trên, nên là đủ để suy ra tam giác BAM nó sẽ bằng tam giác CN theo trường hợp cạnh góc vuông góc nhọn, tức là có một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề những cạnh góc vuông ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề với cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông góc nhọn. Xong ý B các tam giác A N B A N B và AMC, hai tam giác kia bằng nhau thì để suy luôn ra là AM à AN chứ sẽ bằng B AM, hai cạnh tương ứng. Tương ứng có nghĩa là cạnh này bằng cạnh này, rồi cũng có luôn là các tam giác A N B A N B và A M C cân tại M và N 30 rồi 30 hai cạnh này bằng nhau làm sao biết nó cân thì mới được AM bằng AN rồi, thì tam giác AMN cân tổng hai góc trong không kề với nó thì biết mỗi gì thì ta có góc N1 sẽ bằng M1, N1 bằng M1 này thì ta sẽ có là góc cho đây là góc A1, đây là góc A2 đi, thì ta sẽ có tính chất là góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó, thì ta sẽ có là góc N1 nó sẽ bằng, tức là nó là góc ngoài tại đỉnh N của tam giác NAB, góc ngoài của một tam giác là cái góc mà kề bù góc ở trong, ví dụ như là góc M1 góc M2 đây thì góc M1 là góc ngoài, góc ngoài của tam giác thì có số đo bằng tổng số đo của hai góc ở trong không kề với nó trên N1 thì sẽ bằng là góc B cộng với góc A1, góc B cộng A1 thì suy ra góc A1 sẽ bằng góc N1 trừ đi B, tức là trừ đi 30 độ A1. Thế còn góc M1 là góc ngoài tại điểm M của tam giác AMC, thì góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó thì nó sẽ là góc C cộng với góc A2, thì suy ra góc A2 cũng bằng góc M1 trừ đi góc C, nhưng mà góc C là 30 độ tức là cũng trừ đi 30 độ cho chỗ này là 1 chỗ này là 2 đúng không? Và ta có là gì? Ta có
tam giác A N M cân tại A, bởi vì mình có là AN bằng AM là hai cạnh tương ứng rồi, đúng không? Cân tại A thì cho nên là góc N1 bằng góc M1, tính chất của tam giác cân là 3 đi, từ 1, 2, 3 thì ta có 1, 2, 3, ta có góc A1 đúng không, thì bằng N1 trừ đi 30 độ rồi. Mà N1 chính là bằng M1 trừ đi 30 độ và đương nhiên sẽ bằng góc A2. Đó, chia ra A1 bằng A2. Có đẹp gì nhỉ? Chết rồi. A1 bằng A2. Chia ra góc A1 thì tận đây tôi được cũng A1 bằng góc A2. Thế thì tính được A1 A2 đấy. Cho A dễ là A3 đi. 1 cộng 2 cộng 3 bằng 120 độ. Ok. Mình chả biết viết cái việc gì. Đây là chứng minh M, MC bằng NV cho nó nhanh. Ai theo ai đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Có đấy, có giải quyết vấn đề đấy. Rồi, đó là bài luôn. À thôi, chưa, sao thế này đi. Từng được rồi, đúng không? Nhưng mà hơi dài, chắc là có cách ngắn hơn. Thì bây giờ là xét tam giác. Hai tam giác này bằng nhau trong góc cạnh góc gì? Bây giờ đến tam giác gì? Đi theo hướng này cũng chả thấy làm gì cả. Cân bây giờ phải chứng minh được NP bằng NA, NP bằng NA phải chứng minh được góc A1 và bằng góc A2 bằng 30 độ, cái góc trên đấy là 120 độ, 120 độ thì chia cho 60 và góc giữa 60. Thế là tam giác AMN phải chứng minh là tam giác đều. Kiếm đâu ra một góc 60 độ? À đúng rồi. Đúng rồi, tôi nghĩ rồi. Rồi ạ. Ta sẽ xét cái tam giác A, B hơi thừa không ạ? Khả năng là thừa. Thế tam giác A, B, M nhá. Thì là tam giác vuông tại A rồi. Cho nên là ta sẽ có là góc M1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A là 90 độ trừ đi góc B là 30 độ thì bằng 60 độ. Đây góc này 60 độ. Rồi thì suy ra tam giác AMN vừa cân vừa có một góc 60 độ đều. Đều thì suy ra góc A3 tức là cái góc N N A M tam giác N A M là bằng 60 độ, tam giác đều này. Thế thì xong rồi thì suy ra góc A1 bằng góc A2 bằng 120 độ trừ đi góc A3 ở giữa là trừ đi 60 độ, xong rồi chia đôi thì đúng không, thì A1 bằng A2 thì
chia đôi thì bằng 160, 120 chia đôi 60 bằng 60, 60 chia 2 bằng 30 độ. Đúng không? A1 bằng A2 bằng 30 độ. Ừ. Thế vẫn hợp lý thôi, không có gì đâu. Bằng 30 độ rồi thì tam sao tam giác kia cân thôi. Vậy cái tam giác ANB, tam giác ANB có cái góc B bằng góc A1 cùng 30 độ, cho nên là cân tại N. Còn cái tam giác AMC thì nó có góc C bằng góc A2 bằng 30 độ, cho nên sẽ cân tại M. Hết. Khá là lòng ngoằng, khả năng còn cái cách khác ngắn hơn có thể nghiên cứu. 38. Tám 35, 39 luôn. Đốt hết. Ba lăm sinh AO bằng BO, góc này bằng góc này, chứng minh AM bằng BN. AM BN có cần thiết hai trong các này cho cắt nhau tại Y đây được không? Cho Y1 bằng Y2 đối đỉnh để làm được cái trò gì? Hai cái tam giác này bằng nhau, trừ đi được hai lập này bằng nhau nữa, hai cạnh này bằng nhau nữa. Chắc đủ đấy. Bây giờ ta xét, ta vẽ ra cái tam giác O đây cho dễ nhìn. O này, N, B. ONB thì có cái này một gạch và O, đúng không? Và cái à đâu? Và O này với được cái B này và cái tam giác AOM. AOM cũng có cái này một gạch, cũng có góc chung O mà cũng có góc A bằng cái này ở đủ rồi. Thì bây giờ mình xét tam giác, xét tam giác là A O M và tam giác B O N có AO bằng với BO theo giả thiết có góc O chung, có góc OAM bằng góc OBN theo giả thiết khi ra tam giác AOM bằng tam giác BON theo trường hợp góc cạnh góc trong cạnh góc hai tam giác này bằng nhau để làm gì? Để suy ra AM bằng BN hai cạnh tương ứng. Có góc N nhỏ
bằng góc M nhỏ hai góc tương ứng. Bạn có dùng cái gì nữa không? Mình chưa biết. Ta có góc này bằng góc này. Bây giờ đang đi chứng minh là AM bằng BN. Có hai cạnh bằng nhau rồi. Xét hai trong các con được không? Dài bằng dài muốn chỉ đi thì được, hay có nhiều cũng chưa đủ. Anh ta bị cô nào bằng AM UN UN bằng cô M đi nữa. Đây là ở làm tiếp đi. Chi tiếp cho em. Cái cần suy thì không suy. Suy cả ra nữa là UN sẽ bằng UM. Cũng hai cạnh tương ứng. Đúng chưa? UN, UM. Đúng rồi đấy. Thì ta có này, UN bằng UM theo chứng minh trên. Xong lại có OA bằng OB theo giả thuyết. Hai cái này mình trừ đi. Thì ON trừ OA thì có phải là AN bằng OM trừ OB thì ra BM à BN không không phải à cái gì chứng minh là AM bằng BN à xong rồi con dấu AM BN xong xử đây rồi ngay từ chỗ kia rồi. Từ chỗ ngay hai cạnh tương ứng đây là xong rồi AM bằng BN rồi tưởng là AN với BM cơ đây là AM bây giờ thì xong rồi các bạn hết 4.35 rồi bốn chấm ba chín cho tam giác ABC vuông tại A tam giác ABC vuông tại A và góc B bằng 60 độ thì đương nhiên góc C bằng 30 độ. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho góc CAM CAM bằng 30 độ. AM 30 độ á. Okay. Cần CAM bằng 30 độ. Tức là đoạn này sẽ bằng đoạn này. Tam giác một cân cạnh M. Tam giác CAM cân cạnh M. Ui. Ta có góc C bằng 180 độ trừ đi 90 độ là góc A trừ đi 60 độ là góc B cho nên bằng 30 độ thì suy ra là tam giác CM có góc C bằng với độ góc CM thì cùng bằng 30 độ cho nên suy ra tam giác CAM của cân tại M xong rồi nha tam giác BAM đều đó. Tam giác BAM này đều á thì góc này 60 ở nhỉ? Thì ta có là nhỉ? Ta có góc MAB sẽ bằng 90 độ trừ đi 30 độ thì bằng 60 độ.
thì tam giác A, tam giác B mà có hai góc bằng 60 độ, tức là có góc MAB bằng với góc MBA bằng với góc B bằng 60 độ. Trong một tam giác mà có hai góc bằng 60 độ là đều đủ đều trước phần ba góc, đương nhiên góc còn lại sẽ bằng 60 độ. Suy ra tam giác BAM là tam giác đều. M là trung điểm của BC. Đều thì đương nhiên là cạnh này mà thế ta có là gì? Ta có là gì? Tam giác CAM cân tại đâu? Cân tại M theo chứng minh trên để làm gì? Thì suy ra được MC bằng MA, đây là một. Tam giác BAM đều, cho nên suy ra được MA bằng MB. Tính chất của tam giác đều là ba cạnh bằng nhau, suy ra là MC sẽ bằng MB vì cùng bằng MA. Hay nói cách khác, M là trung điểm của BC, trung điểm của BC. Xong. Hết. Mình phải tận dừng ở đây nhé.